Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cối Ca. Hôm nay trong series này chúng ta sẽ khám phá một loạt truyện tranh gốc Nhật nha bạn. Trên tay mình là truyện tranh gốc Nhật bản Doraemon tập 1, bản xưa và bản tái bản hiện tại nha. Bây giờ chúng ta cùng khám phá bản xưa trước. Đây bản xưa rất là lâu các bạn, giá tiền chỉ 429 yên thôi nha các bạn. Hội truyện là 11.3 nhân 17.6 và đây chúng ta được quản lưu bì rề được căng bóng nha các bạn, nhưng mà anh này mua bản cũ rồi, người chủ trước đó đã làm nó hơi gọi là vò nó hơi nhiều các bạn. Đây chúng ta là kêu bên trong, kêu màu các bạn, bên trong được in trên giấy shop đi, giấy shop xưa các bạn, có là ố vàng hết trơn rồi các bạn ơi. Đây những ảnh đầu tiên về chú mèo mái đến từ tương lai Doraemon nha các bạn. Trên tay mình là tập 1 phiên bản gốc Nhật xa xưa nha các bạn. Đây mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua thì số trang tầm khoảng gần 200 trang và trọng lượng cũng khoảng gần 200 gram luôn nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua tập 1 Doraemon chú mèo mái đến từ tương lai, truyện tranh nhìn cho thiếu nhi gắn bó huyết bao thế hệ của tác giả Fujiko F. Fujio nha các bạn. Nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.